Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi là Cẩm Ly, sinh viên K3 lớp Happy của trường đại học EDX. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ trả bài môn với môn kế toán doanh nghiệp. Thì đối với mỗi giao dịch, tôi sẽ phân tích những khoản mục tài sản, nguồn vốn bị ảnh hưởng và cho biết những cái hướng tác động của nó là tăng hay giảm và thuộc cái loại tài sản nào, tài khoản nào. Đây là một cái bảng cân đối kế toán bao gồm có tài sản, số tiền, nguồn vốn, vân vân, có tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền phải thu, hàng hóa, gọi là những cái chi tiêu hàng, những cái đầu tiền của một doanh nghiệp trong một quý. Thì ở dưới đây thầy đã có cho một vài cái nghiệp vụ. Thì tôi sẽ phân tích một vài cái nghiệp vụ này. Đầu tiên là nghiệp vụ 1, bán một laptop cho khách hàng A với giá chưa có thuế là 500.000 đồng. Giá thuế giá trị gia tăng là 10%, khách trả lại qua tài khoản ngân hàng là 300.000, biết giá nhập laptop là 350.000. Thì để nhớ những cái đầu mục của tài khoản này thì tôi có một vài cái lưu ý như sau. Những cái tài khoản có đầu 1 là sẽ là tài sản ngắn hạn, đầu 2 sẽ là tài sản dài hạn, đầu 3 sẽ là những cái nợ phải trả, đầu 4 là vốn chủ sở hữu, đầu 5 là doanh thu, đầu 6 là chi phí, đầu 7 là những cái thu nhập khác, đầu 8 là chi phí khác, còn đầu 9 là xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đối với nhiệm vụ 1 thì bán một laptop cho khách hàng A với giá chưa có thuế là 500.000 đồng. Điều đó có nghĩa là cái tài khoản 511 có 500.000. Có thuế giá trị gia tăng 10% là cái tài khoản 333 có 50.000. Khách đã trả qua tài khoản ngân hàng, nghĩa là cái tài khoản 112 sẽ có 300.000 đồng. Biết giá nhập laptop là 350.000 thì tài khoản 632 sẽ có 350.000 đồng. Đến nhiệm vụ 2, thanh toán tiền lương cho nhân viên năm 2018 bằng tiền gửi ngân hàng là 50.000 đồng thì chúng ta sẽ có tài khoản 334 nợ 50.000 và tài khoản 112 là tài khoản chuyển qua ngân hàng, tiền trong ngân hàng sẽ có 50.000. Để có thể biết được những cái số tài khoản này thì chúng ta có thể tra trong cái bảng kế toán. Đây, tất cả những cái bảng, những cái đầu mục như này, ví dụ như cái đầu mục 113 này là tiền tăng chuyển này, 112 là tiền gửi ngân hàng, 111 là tiền mặt. Tiếp đến là cái phần nghiệp vụ 3, mua hàng hóa về nhập kho là 200.000 đồng với thuế giá trị gia tăng là 10%, thanh toán ngay bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ có tài khoản 156 có 200.000, tài khoản 111 sẽ nợ 220.000 và tài khoản 133 nợ 20.000. Nhiệm vụ thứ tư, tính và thanh toán lương của quý 1 năm 2020 bộ phận kế toán 40.000 đồng qua tiền gửi ngân hàng. Chúng ta sẽ có là tài khoản 642 nợ 40.000 đồng và tài khoản 112 nợ 40.000 đồng. Đối phần nghiệp vụ 4 này chúng ta sẽ có phải lưu ý tính và thanh toán. Thì đây chỉ là cái phần tính, nghĩa là phần trong cái kế hoạch nó sẽ được quy ra là cái phần quy ra đó là tiền để vận hành cái doanh nghiệp, đó là cái tài khoản 642. Giống như cái nghiệp vụ 4, nghiệp vụ 5 tính và thanh toán tiền lương quý 1 năm 2020 bộ phận bán hàng 55.000 qua tiền ngân hàng thì sẽ có tài khoản 641 nợ 55.000, bởi vì cái tài khoản 641 này như đây chúng tôi sẽ mở ra. Là cái tiền để dành cho phần chi phí bán hàng. Tiếp đến, bởi vì phải trả qua ngân hàng nên tài khoản 112 sẽ có 55.000 đồng. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ 6, mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán với giá chưa thuế là 120.000, với giá trị gia tăng đầu vào là 10% thì sẽ có tài khoản 156 là 120.000, tài khoản 331 nợ 132.000.
tài khoản 331 là cái tài khoản đây là phải trả cho người bán, bao gồm cả cái thuế giá trị gia tăng thì sẽ là 120.000 cộng cho 10% của 120, nghĩa là 132.000 cộng tất cả. Tiếp đến là tài khoản 133 là cái tài khoản là cái tài khoản thuế là 12.000. Nhiệm vụ cuối cùng là nghiệp vụ 7, thanh toán cho người phải trả bằng tiền gửi ngân hàng, giá trị là 100.000. Đối với cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ có tài khoản 331 nợ 100.000, tài khoản 112 có 100.000. Thì trên đây là một số cái ví dụ tôi phân tích trên những cái khoản mục tài sản và nguồn vốn bị ảnh hưởng và theo cái hướng tác động như thế nào, tăng hay giảm của một số nghiệp vụ. Nếu như tức là chúng ta sẽ không thể nào nhớ được hết tất cả những cái đầu tài khoản này, nhưng mà chúng ta nên nhớ máy móc một số cái đầu mục, ví dụ như những cái đầu 2 là cái tài sản ngắn hạn mà như ở phần đầu tôi đã nói rồi, phần 4 là chủ sở hữu, đầu 3 là nợ phải trả nợ, đầu 5 là doanh thu, đầu 6 là chi phí. Thì chúng ta sẽ tra trong cái bảng cái tài liệu kế toán mà thầy đã gửi sẽ tìm nhanh hơn. Và trên đây là một số là bài tập về nhà của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi video. Xin lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.